gần cả 3 năm, chị Liên mới được gặp lại quý vị. Rất là vui và hạnh phúc thấy quý vị mạnh khỏe và vẫn ủng hộ những chương trình của cộng đồng người Việt của chúng ta. Một lần nữa, chị Liên xin cảm ơn. Và quý vị ơi, giữ sức khỏe nha. Thank you so much. Anh còn nhớ em, công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều em. Anh còn nợ em, dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông êm đềm. Anh còn nợ em, chỉ về núi ngàn, trời mơ. Con tim bối rối, anh còn nợ em. Và còn nợ một bài hát nữa cũng